Đàn ông muốn chia tay thường có rất nhiều lý do. Nhưng khi mà đàn bà muốn kết thúc, họ thường im lặng thay vì phí lời đôi co. Đàn ông dùng lời nói để có thể lấp liếm đàn bà. Đàn bà dùng im lặng để có thể chứng minh. Nếu bạn đến bên đàn bà vì giải trí, thì đừng trách đàn bà ở bên cạnh vì mục đích. Sẽ có nơi vừa đủ để mình muốn đậm sâu. Hãy tử tế ngay cả khi bản thân không được đối xử tử tế. Cuộc đời này vốn dĩ nên tùy duyên, đến thì đón, đi thì tiễn. Trong mối quan hệ, bản thân đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có kết quả. Hãy mạnh mẽ ấn nút đổi người. Vì một khi đã quen với giông bão, thì sao phải rùng mình trước vài ba cơn mưa? Cuộc sống này đơn giản lắm. Ăn nhiều thì no, yêu nhiều thì ngu. Mà duyên phận chính là ở giữa phố đông người. Bạn tìm ra một người giữa hàng trăm vạn nghìn người. Trên cuộc sống này, cạn duyên chính là đứng giữa hàng trăm người dù có nhìn thấy nhau nhưng lại vờ như chưa từng quen biết. Đến với nhau có nghĩa là có nợ, rời đi có nghĩa là trả hết nợ, nên đã là cạn duyên.